Hello, yêu thích ẩm thực xin mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn có một ngày thật là vui khỏe và an lành nha. Mấy hôm nay các bạn có thấy là thời tiết nó oi bức lắm không các bạn? Thì thấy mấy hôm nay thời tiết nó nóng lắm á các bạn. Nên Thúy nấu nước sâm để giải nhiệt cho gia đình của mình nè. Rồi sẵn tiện Thúy đăng Facebook để bán luôn. Năm nào Thúy cũng nấu nước sâm để bán hết á. Nên Thúy vừa đăng Facebook lên là mọi người vô đặt cái vèo là hết luôn à. Thôi bây giờ mời các bạn cùng nấu nước sâm với mình nha. Nguyên liệu gồm có là 2 trái bí đao khoảng 1kg, 2 trái la hán quả, 15g thuộc địa và 50g hoa cúc, 1 ít lá dứa và nửa ký đường phèn. Trước tiên thì Thúy sẽ cho hoa cúc này vào cái tô nước ấm để ngâm. Thúy sẽ ngâm hoa cúc trong khoảng 15 phút. La hán quả và thục địa thì Thúy sẽ đem đi rửa. Sau đó Thúy sẽ dùng dao để mình tách la hán quả thành từng miếng nhỏ. La hán quả, thục địa và hoa cúc các bạn có thể tìm mua ở các tiệm thuốc bắc. Năm nào vào mùa này thì Thúy cũng nấu nước sâm hoa cúc bí đao để bán hết á. Hôm nào mà Thúy xiên á thì Thúy nấu khoảng 2 nồi nước sâm, mỗi nồi khoảng 30 chai. Thì hôm đó Thúy cũng kiếm được mấy trăm ngàn á các bạn. Trừ tiền vốn ra thì tiền lời cũng được mấy trăm luôn, hơn 400 ngàn á. Mình tách la hán quả ra thành từng miếng nhỏ nhỏ như vậy nè, để khi mình nấu á thì nó sẽ lấy được hết cái chất ở trong cái trái la hán quả. Chứ mình để cho nó to thì mình nấu nó sẽ không có ra được hết chất. Đến phần bí đao thì Thúy sẽ gọt vỏ, sau đó Thúy sẽ cắt khúc. Thật ra các bạn nấu nước sâm á, thì bí đao cũng không có cần gọt vỏ đâu các bạn. Mình chỉ cần rửa sạch sau đó mình cắt khúc là được rồi. Do Thúy muốn video của Thúy dài thêm tí nữa nên Thúy có cái công đoạn gọt vỏ này nè. Sau khi gọt vỏ thì mình sẽ đem đi rửa sạch và mình sẽ cắt khúc như thế này nè các bạn. Rồi phần nguyên liệu đã sơ chế xong xuôi hết rồi. Bây giờ Thúy sẽ bắt tay vào Thúy nấu thôi. Nước sâm hoa cúc và bí đao nấu rất là đơn giản luôn đó các bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước khoảng 4 lít nước và cho vào đó là nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho thục địa và la hán quả vào luôn. Rồi Thúy sẽ bắt cái nồi nước này lên bếp và Thúy sẽ nấu trên cái lửa vừa đến khi mà nồi nước này nó sôi lên ha các bạn. Khi mà Thúy thấy nước sôi lên ùn ụt như thế này thì Thúy sẽ cho bí đao vào và Thúy sẽ tiếp tục nấu trên lửa vừa. Thúy sẽ đậy nắp lại và nấu trên lửa vừa khoảng 20 phút nữa. Sau 20 phút nấu thì bí đao nó cũng chín mềm và thục địa với lại lá hán quả nó cũng ra được hết chất. Thì Thúy sẽ cho lá dứa vào. Mình cho lá dứa vào để tạo cho cái nước sâm của mình nó thơm hơn. Lúc này thì Thúy sẽ cho đường phèn vào luôn ha. Thúy sẽ cho nửa ký đường phèn vào đây luôn. Nước sâm Thúy nấu thì chỉ cho đường phèn thôi. Mà mình cho đường phèn á, thì cái nước sâm của mình nó có độ ngọt vừa phải mà ngọt thanh chứ nó không có ngọt gắt như là mình bỏ đường cát. Thúy nấu chất lượng á, nên khách của Thúy uống thích lắm. Nên mỗi lần mà Thúy chỉ cần đăng lên Facebook và vài phút sau là khách đặt một cái vèo cái là hết luôn. Hoa cúc này thì lúc nãy Thúy đã ngâm và Thúy đã rửa sạch rồi. Cuối cùng thì Thúy sẽ cho hoa cúc vào. Mình sẽ cho hoa cúc vào cuối cùng ha các bạn. Khi mà mình cho hoa cúc vào rồi thì Thúy sẽ tiếp tục nấu khoảng 10 phút nữa thì Thúy sẽ tắt bếp.
Sau khi tắt bếp thì Thúy sẽ vớt lá dứa ra. Lá dứa mình để ngâm ở trong nước sâm lâu á, thì nước sâm của mình nó sẽ bị đắng á các bạn, nên mình sẽ vớt ra ha. Rồi Thúy sẽ để đây cho nước sâm nguội hoàn toàn. Rồi Thúy sẽ đem đi lọc. Lúc nãy giới thiệu về nguyên liệu thì Thúy quên giới thiệu về hạt é. Thì hạt é ở đây Thúy dùng là 50g. Thúy cho vào tô nước lọc để ngâm cho nó nở. Hạt é sau khi ngâm nở rồi thì Thúy sẽ cho vào chai. Mỗi chai thì Thúy sẽ cho vào 3 muỗng cà phê. Sau khi nước sâm nguội hoàn toàn thì Thúy lọc được 2 thao rồi các bạn. Khâu cuối cùng thì Thúy sẽ cho nước sâm vào chai. Thúy sẽ dùng một cái ca có mỏ để cho vào chai cho nó dễ dàng hơn. Những cái chai nhựa này thì mình sẽ rửa sạch trước khi mình cho nước sâm vào ha. Như vậy thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Sau khi đóng chai xong rồi thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nước sâm này mình có thể bảo quản từ 7 tới 10 ngày ha các bạn. Chúc các bạn thành công ở món nước sâm bí đao hoa cúc này nha. Đặc biệt là các bạn có thể nấu nước sâm để kinh doanh, kiếm thêm thu nhập vào mùa hè này nha. Tôi cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng video của Thúy. Thúy chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Thúy nha.